Khải Đào và Mai Tuấn cảm ơn sự trở lại của quý khán thính giả để tiếp tục câu chuyện chào buổi sáng. Vâng, thưa quý khán thính giả, chúng tôi không phải là trở lại nhưng mà câu chuyện vẫn còn tiếp tục và sẽ vẫn còn tiếp tục nữa đối với truyền thông của Hoa Kỳ cũng như của thế giới. Đó là khi Tổng thống Donald Trump hạ bút để ký cái dự luật của Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ về chống Nga, chống Triều Tiên và chống Iran, thì một số cái nhà phân tích đã cho biết làm như vậy thì Tổng thống Donald Trump đã lộ cái điểm yếu của ông, tức là không có được mạnh. Mặc dù là đã được Quốc hội Hoa Kỳ, cả lưỡng viện đồng ý chấp thuận, có thể nói gần như 100%, nhưng mà Tổng thống Hoa Kỳ của chúng ta đã chần chừ lưỡng lự và không có ký thành luật cho đến 1-2-3 ngày sau. Tuy nhiên, chúng ta hiểu rằng ngay theo khi mà Tổng thống ký, mực còn chưa ráo, thì Tổng thống Hoa Kỳ trước và sau đều bày tỏ cái sự có thể nói là bất bình với cơ quan lập pháp của Hoa Kỳ. Do đó đã đưa Tổng thống vào cái tình thế buộc phải chấp nhận mà làm. Cái tỷ lệ ủng hộ áp đảo như chúng tôi đã thường nhắc đi nhắc lại của lưỡng viện đó, đối với dự luật trừng phạt Nga, Iran và Triều Tiên đã đưa Tổng thống Donald Trump vào một cái thế bị ép tiến cũng chết mà không tiến, lùi tức là lùi cũng chết. Chết ở đây không có nghĩa là chết dễ đành đạch, nhưng mà chết ở đây có nghĩa là, quý vị hiểu ý của chúng tôi muốn nói. Mặc dù vậy thì Tổng thống Donald Trump cũng không ngần ngại bày tỏ một cách rõ rệt cái sự miễn cưỡng đối với việc hạ bút để ký của mình. Và ông cho rằng cái lệnh trừng phạt mới là cái tác nhân đẩy cái mối quan hệ mà Tổng thống Donald Trump trước khi được bầu làm Tổng thống cũng như sau khi đã vào tòa Bạch Ốc rồi nhắm đến, tức là đưa cái mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Nga đi lại gần với nhau hơn. Nhưng bây giờ thì lại đẩy cái mối quan hệ đó xuống một cái mức thấp chưa từng có và lại còn nguy hiểm nữa. Và cho đến ngày hôm nay, thưa quý khán giả, thứ hai, Tổng thống Mỹ vẫn còn cảm thấy tiếc nuối, có thể nói như vậy, về cái việc ban hành đạo luật để có những cái tác động sâu hơn về cái mối quan hệ mà ông nhắm đến như chúng tôi vừa nhắc qua. Một số các nhà phân tích cho rằng rất nhiều việc từ nhỏ đến lớn, chẳng hạn như chuyện ông nói ông Jeff Sessions, Bộ trưởng Tư pháp. Nếu tôi biết ông như vậy, tôi đã không mời ông làm Bộ trưởng Tư pháp trong nội các của tôi. Rồi những chuyện mà ông Ryan Priebus, đồng lý văn phòng tòa Bạch Ốc mới ra đi. Yeah. Tuy rằng Tổng thống không có nói gì, nhưng mà trong nó cũng ngầm có nhiều sự đáng cho gây. Cái anh Scaramucci lên tiếng. Dạ vâng. Và rồi anh chàng Scaramucci, chúng tôi có thể gọi như Hoàng Khải Đào vừa nói, mới được vào làm giám đốc của Communication Director của tòa Bạch Cung có được có một tuần lễ hay 10 ngày gì đó, cũng lẳng lặng phải ra đi. Và cho đến bây giờ, thưa quý vị khán giả, ngay cả chuyện ông Mueller là công tố viên đã được Quốc hội chỉ định, có phải không? Dạ. Tổng thống Trump cũng nhăm nhe có thể đuổi ông này. Rồi còn chuyện gì nữa? Ngay cả cái chuyện mà trong cái dự luật bây giờ đã thành luật rồi đó. Dạ. Mà chống Nga đó, chống Iran, chống Bắc Triều Tiên đó, Tổng thống nói rằng có nhiều điều sai sót và ông muốn bỏ cái này bỏ cái kia đi, dù mặc dù là các nhà lập pháp đã ngăn cấm là cho vào cái đó là không được thế này, không được thế kia. Yeah. Thì nhiều nhà phân tích cho rằng Tổng thống Donald Trump, đây là những lời nói của những nhà phân tích có giá trị của quốc gia, cho rằng có lẽ Tổng thống Donald Trump chưa nắm chắc, chưa hiểu hết được hoàn toàn hiến pháp của Hoa Kỳ. Yeah. Với cái sự phân quyền rõ rệt. Yeah. Ngài thì ngài cứ an tâm rằng vì tôi là Tổng thống nên tôi có thể cãi lại, tôi có thể hủy bỏ những gì mà các anh là những người đại diện của dân đưa ra. Yeah. Có đúng không Khải Đào, như chúng ta đang trình bày. Yeah. Cho nên là ngài có thể bỏ ông này, đuổi ông kia,
làm theo ý của Ngài, giống như khi Ngài ngồi trong tòa tháp Trump ở bên New York. Nếu chúng tôi đã thường nói rất nhiều lần, nếu Ngài Tổng thống Donald Trump không có những cố vấn, chúng tôi chưa nói những vấn đề ngoại giao khác như cái trường hợp Bắc Hàn mà phần đầu anh em mình đã nói. Nếu Ngài Tổng thống Donald Trump không có những cố vấn, mà nếu có những cố vấn thật giỏi, thì Hoa Kỳ chúng ta có nhiều người giỏi lắm. Nhưng mà nếu Ngài Tổng thống vẫn giữ cái quyền của Ngài như Ngài đang giữ, là tôi là Tổng thống, tôi có quyền thế này, tôi có quyền thế kia, tôi ký vào các sắc lệnh, thì bây giờ tôi muốn đuổi anh, tôi muốn nghe anh, tôi không nghe anh ở, thì là thật nguy hiểm. Mời Khải Đạt. Dạ vâng, cảm ơn anh Mai Tuấn. Kính thưa quý vị, Khải chỉ xin được tiếp lời Mai Tuấn. Cái điểm là giống như Khải đồng ý là mặc dù mình không có thể tài lanh mà dạy đời Tổng thống Donald Trump được, nhưng mà giống như chúng tôi cũng đồng ý với anh Mai Tuấn cũng như những cái nhà bình luận gia khác, là có lẽ là Tổng thống Donald Trump hơi lầm tưởng, ảo tưởng về cái quyền lực của một người Tổng thống của Hoa Kỳ. Có nghĩa là như chúng ta thấy là ông rất là tôn sùng, ngưỡng mộ những cái người như là Saddam Hussein, Vladimir Putin. Có nghĩa là chúng tôi nghĩ rằng là khi mà ông lên làm Tổng thống, ông cũng nghĩ là đã được cử tri chấp thuận và bầu cho mình, là khi ông trở thành Tổng thống thì có lẽ là cái gọi là cái chuẩn mực mà ông muốn đi theo, tức là cái model á, tức là ông thần tượng những cái kiểu cách là một cái cơ chế giống như những cái nước độc tài. Mà kính thưa quý vị, giống như anh Mai Tuấn nói, cái cơ chế, cái chính phủ Hoa Kỳ không phải là một cái thể chế độc tài. Thành ra một cái người Tổng thống thì không có thể nào mà làm việc một cách độc đoán được. Như chúng ta còn nhớ là khi mà Tổng thống Obama trong lúc chia tay thì có tâm sự với Tổng thống Donald Trump, thì có chia sẻ, thay vì nói là cố vấn thì nói là cái vai trò Tổng thống chủ yếu là phải thuyết phục, phải kêu gọi thuyết phục người khác để mà cùng nhau hợp tác, để mà đi đến để làm được, hoàn thành được cái nhiệm vụ, cái mục đích chung. Nhưng mà giống như anh Mai Tuấn nói thì Tổng thống Donald Trump thì ngược lại nghĩ là ông hành xử như một cái nhà độc tài. Mà giống như như quý vị biết, cái chính là ông không phải là chủ nhân của nước Mỹ, ông chỉ là được giao cho cái vai trò điều hành, đúng không ạ? Thì nói giống như một người chủ của một cái cơ sở là có toàn quyền sa thải nhân viên với một cái người chủ tịch hội đồng quản trị. Giống như chúng ta thấy là bây giờ trở lại cái vấn đề là cái vai trò của ông á, là em xin phép được nói hơi thêm một cái mời khải. Là cái vấn đề, cái cơ chế là như vậy. Có lẽ là ông cũng thần tượng Tổng thống Ronald Reagan, thì có lẽ là ông nghĩ đúng là như thưa anh Mai Tuấn, là thật sự Hoa Kỳ cũng có những cái cơ hội để một người Tổng thống có thể trở nên gần như là lấn quyền, chứ không phải là độc tài, độc đoán, nhưng mà nhìn ra cũng giống như vậy, là lấn quyền bên lập pháp. Có nghĩa là sao, kính thưa quý vị, cái thời của Tổng thống Ronald Reagan vào những cái năm sau đó, là gần như khi mà ông kêu gọi, ông hô hào cái gì là hoàn toàn là ông có thể làm được hết. Bên phía lập pháp lúc đó không có thể mà có cái cơ hội chống lại ông. Là kính thưa quý vị, lý do vì sao là ông được đa số dân chúng ủng hộ, có phải vậy không ạ? Mà như, giống như anh Mai Tuấn có trình bày mấy hôm nay, kính thưa quý vị, bây giờ cái phần trăm ủng hộ Tổng thống Donald Trump xuống rất thấp, thành ra ông không có để cái chuyện đó. Giống như chúng tôi trở lại vấn đề hồi nãy anh Mai Tuấn có nhắc đến, là như khi mà ông thuyết, đúng không ạ, ông nói là lưỡng viện đặt ông vô cái thế mà ký một cái đạo luật nó sẽ làm xấu cái tình trạng quan hệ giữa Nga và Hoa Kỳ, thì thượng nghị sĩ John McCain cũng tweet lại liền, cũng nói là nhưng mà tại sao không nhắc đến là những cái hành động của Nga xâm phạm vào cái nội tình nước Mỹ mà đã làm xấu đi cái quan hệ giữa hai nước. Thì kính thưa quý vị, cho phép phải nhắc lại cái vấn đề là những cái người mà tại sao nguyên lão, những cái người mà có địa vị, có uy tín trong đảng Cộng Hòa, họ lại chống đối lại Tổng thống Donald Trump, nhất là thượng nghị sĩ John McCain. Kính thưa quý vị, khi mà người ta đối diện cái chết rồi, đó là Khải nghĩ là ông không có nghĩ là ông sẽ sống đến năm 2018 để mà tái tranh cử. Thành ra cái chuyện mà muốn bám víu quyền lực hay là muốn phạo ngạ để mà chiến thắng không còn quan trọng nữa. Thành ra bây giờ có lẽ đối với ông ta chỉ là Mỹ nó gọi là do the right thing, tức là làm những cái gì đúng đắn đối với lương tâm của mình. Thành ra chúng ta thấy là tại sao thay vì ông chỉ cần bỏ phiếu theo đảng Cộng Hòa, là đảng Cộng Hòa đã đạt được cái nguyện vọng, làm được cái chuyện mà họ hứa bao nhiêu năm nay
đúng không ạ, đối với cử tri Đảng Cộng Hòa. Nhưng mà ông lại đi ngược lại, bây giờ Đảng Cộng Hòa là phải ngồi xuống điều đình với Đảng Dân Chủ. Nhưng cái mà đó tính... cái đó cũng là một cái tiếng Anh gọi là surprise, tức là ngạc nhiên cho giới lập pháp Cộng Hòa lắm. Yeah. Là bởi vì nghĩ rằng ông John McCain lúc mà thập tử nhất sinh như yeah. vậy mới mổ ra mà lại bị ung thư não yeah. để đi trở về Washington chỉ để bỏ phiếu. Yeah. Mà tại sao phá hoại họ cái nghĩ, công trình họ của Đảng Cộng Hòa? Rằng ông ta về sẽ thêm một phiếu nữa là yeah. 51 như Khải nói. Yeah. Nhưng mà đến cuối cùng chính thức ông ta là người bỏ phiếu no. Yeah. Làm cho cái việc bãi bỏ luật Obamacare nó tan nát là vậy. Dạ. Yeah. Mà giống như anh Mai Tuấn nói, quý vị còn nhớ là khi đó Đảng Cộng Hòa dưới cái sự lãnh đạo của Thượng nghị sĩ McConnell. Dạ, yeah. McConnell. Thì nghĩ là chỉ có hai cái nữ thượng nghị sĩ là từ đầu đến cuối là chống vì lý do riêng của họ, đúng không ạ? Nhưng mà họ tin tưởng giống như anh Mai Tuấn nói là có thượng nghị sĩ cho Alaska. Dạ. Yeah. Yeah. Nhưng mà tại sao ông làm ngược lại? Thì giống như, nhưng mà kính thưa quý vị, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ cái quyết định đó, là không phải vì vấn đề đảng phái, mà giống như Khải Đào đã từng trình bày rất lâu, Khải Đào hy vọng là cái gì cũng vậy, nếu mà những cái người dân cử mà họ bỏ phiếu theo lương tâm để mà phục vụ quyền lợi của quốc gia, phục vụ quyền lợi của đại đa số quần chúng, thì họ sẽ vượt qua cái quyền lợi phe nhóm, cái quyền lợi của đảng phái. Thì lúc đó khi mà hai đảng ngồi lại với nhau thì rõ ràng họ hy vọng họ sẽ tìm ra một cái hướng đi, phải không ạ? Những cái giải pháp nó hợp lý hơn, nó phục vụ tất cả mọi người, chứ không phải chỉ là đạt được cái mục đích là đảng tôi đúng làm rồi. Được cái chuyện này không cần mấy anh, giống như là những cái nước như Bắc Triều Tiên, Trung Cộng hoặc là Đảng Cộng sản Việt Nam. Đang khi đó thì đấy là chúng ta so sánh cái vụ bỏ phiếu về Obamacare yeah. là chỉ cần một phiếu thôi yeah. trong khi Đảng Dân Chủ có 48 thượng nghị sĩ, họ đoàn kết với nhau một khối yeah. và chúng ta thấy là so sánh với cái vụ bỏ phiếu cái dự luật chống đối Nga yeah. thì không phải là 50 ông thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa cộng thêm mấy vài ông của Dân Chủ, nhưng mà chúng ta thấy là 98/2 hay là 98/2 yeah. thì như vậy tức là họ nhìn ra cái giá trị và họ có cái lý do mà tại sao chỉ đòi có một phế mà không đòi hai phế như thượng nghị sĩ John McCain nói yeah. tại sao không trách móc Nga là các anh lấn quyền tách tự động tách Crimea để đưa về của nước của người ta và đưa về mình, như vậy lấy cái quyền hạn nào và lấy cái lý do gì làm chuyện đó, tại sao không trách như vậy, rồi tại sao không trách nước Nga là các anh xâm phạm một cái quyền của bầu cử của nước Mỹ yeah. mặc dù là chuyện đó chưa có rõ ràng nhưng mà chúng tôi đã có những bằng chứng, chúng tôi yeah. còn đang điều tra yeah. Cho nên nó còn nhiều lý do, họ đã nhìn ra vấn đề lắm chứ không phải là dạ. Thưa anh Mai Tuấn, nếu mà quý vị nào mà theo dõi cái bài diễn văn của cái ông anh thủ tướng Nga đó thì thấy rõ ràng yeah, Medvedev. Thấy là Khải thấy là cái thái độ của ông ta có vẻ rất là buồn bã, rất là coi như là không hăng hái dạ vâng. Mà ông ta có nói, không biết phải dịch đúng không, ý ông ta nói là chúng ta cũng không có kỳ vọng gì ai làm tổng thống. Nếu mà đọc ra Mỹ nó gọi là between the line đó, thì chúng ta có thể hiểu là cái gọi là cái nỗ lực của chúng ta mà để mà đưa được ông Donald Trump này vào tòa Bạch Ốc thì cũng không giúp được gì cho nước Nga, và trong đó ông ta đang thuyết trình với những cái người mà hình như là những cái người nông dân của Nga đó, thì ý ông ta nói là cái cấm vận này của Hoa Kỳ sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với những người này, và giống như chúng tôi trình bày là ông ta đã dùng cái từ là phát động chiến tranh, có nghĩa là nó sẽ ảnh hưởng đến nước Nga rất là nghiêm trọng chứ không phải đơn giản. Và như vậy cũng cho chúng ta thấy là Nga bây giờ là cũng bỏ rơi Tổng thống Donald Trump, có phải không ạ? Chúng tôi có thể hiểu như vậy, chúng tôi có thể hiểu như vậy, mặc dù đằng sau cũng còn những cái lắt léo khác mà chúng ta chưa có biết được, bởi vì cái chuyện điều tra của ông Mueller chưa có yeah. đến phần kết thúc, và Quốc hội Hoa Kỳ cũng như Tư pháp Hoa Kỳ chưa có cái kết luận nào phán quyết yeah. thì chúng ta cũng hiểu rằng ít nhất là cái phản ứng bằng lời nói của ông Putin cũng như Medvedev cũng như nhiều nhân vật lập pháp của Nga thì đã cũng đã cho thấy là họ bực tức và tức giận lắm, và ngay cả Âu Châu cũng tức giận yeah. như tin của VBS đưa thứ sáu tuần vừa qua cho biết rằng thì là Liên hiệp châu Âu có thể cũng sẽ bỏ cái contract, tức là cái hợp đồng mua khí đốt của Hoa Kỳ oh. vì để trả thù yeah. cho cái chuyện Hoa Kỳ đã làm
cho phép 30 giây hồi nãy anh Mai Tuấn nói cái quyết định của thượng nghị sĩ John McCain đó, thì Khải Đào nghĩ nó cũng ngoài cái vấn đề do the right thing, tức là làm phục vụ cử tri, ông ta cũng còn muốn chứng minh một cái thông điệp gì đó, gửi thông điệp cho Tổng thống Donald Trump. Cũng như quý vị thấy tại sao Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions không từ chức, thay vì khi mà đúng không ạ, Tổng thống đã tỏ cái thái độ không hài lòng với mình mà ông ta vẫn không chịu từ chức. Cảm ơn Khải Đào và cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả. Chúc quý vị một lần nữa có những giây phút đẹp của ngày thứ hai đầu tuần để tiếp tục chúng ta đi 4 ngày nữa quý vị nhé. Mong được gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.